Xin chào đến tất cả mọi người, đặc biệt là xin chào đến bà con cô bác ở Đắk Lắk. GoFood đang có mặt ở xã Vụ Bổn, huyện Cờ Rông Bắc ở tỉnh Đắk Lắk. Thì hôm nay thì nhân dịp thì mình về Đắk Lắk ăn Tết ở quê vợ, và cũng như là còn chút thời gian thì có nhờ cô nụ và cũng như là thầy quý. Ở thầy quý thì hiện tại là đang ở khu vực xã Vụ Bổn. Đó là thầy quý, mình cũng biết được là thầy quý làm một công việc rất là đáng trân trọng, đó là thầy dạy chữ cho các trẻ em, đặc biệt là trẻ em người đồng bào thì mới gặp thầy. Còn riêng về cô nụ thì cũng có biết, và cũng như là cô nụ thường hay hoạt động ở giáo xứ Thuận Hiếu ở huyện Cờ Rông Bắc, và cũng như là làm những cái công tác thiện nguyện. Thì hôm nay là nhờ cô nụ dẫn con với lại là mọi người, đặc biệt là quý mạnh thường quân, lên thăm bà con ở khu vực xã Vụ Bổn, và cũng như là nhờ thầy quý luôn. Nhưng mà trước mắt đó là nhờ thầy quý với lại là cô nụ chia sẻ cho con với mọi người biết những cái khó khăn của bà con ở đây và cái sự giúp đỡ của mình như thế nào. Dạ. Con mời cô trước ha. Cô xin chia sẻ một chút là trong cái thời gian mà cô làm cái công tác là đi thăm và chia sẻ một chút tình thương cũng như là niềm vui tới tất cả những bà con nghèo, thì cô thấy là ở trong riêng cái khu vực Vụ Bổn này có những thôn buôn, và đặc biệt ở cái làng này có rất là nhiều những em mà mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi có những em thì mồ côi mẹ, và có một số những người già neo đơn, coi như ở một mình không ai giúp đỡ hết. Cho nên là trong thời gian vừa qua là cô cũng đặc biệt kết hợp với này có thầy quý đây, đó là thầy là người địa phương ở cái vùng này, rồi thầy cũng giúp đỡ để mà đưa cô tới những cái nơi khó khăn đấy, và cô đã cũng được gặp được tất cả những người đấy. Dạ. Trước mắt là cũng xin thưa với lại cô với lại thầy đó, thì cái thời gian của con ở đây nó không có được dài, nên là đã có liên hệ với lại cô nụ, cũng có hỏi là những cái hoàn cảnh nào mà mình cần được giúp đỡ riêng trước ở trong cái khu vực này thì mình giúp đỡ trước. Còn con xin phép là để mai mốt con sẽ lên cái kế hoạch, con có một cái thời khóa biểu sẽ trở lại đây để mình tiếp xúc nhiều hơn với lại cộng đồng ở đây nhiều hơn. Dạ. Còn riêng về thầy quý thì hồi nãy cũng có giới thiệu là thầy quý dành tất cả thời gian để cho cái sự phát triển ở khu vực ở đây, và cũng như là đặc biệt là trẻ em ở đây, thì cảm ơn thầy quý rất là nhiều. Dạ. Thầy quý có cho em với lại mọi người biết chút xíu về trẻ em, rồi cái việc học hành ở đây như thế nào thầy, với lại cái việc dạy dỗ của trẻ em ở đây. Xin chào tất cả quý ông bà anh chị em, các em học sinh ở đây, thì con về đây được tiếp cận với các em được hơn 2 năm rồi, thì các em chủ yếu là được học hết cấp 1 tại trường địa phương, nhưng mà có nhiều em thì chưa biết đọc, chưa biết viết, và đặc biệt là các thiếu niên trên 15 tuổi còn mù chữ quá nhiều. Thành thử là các em ở đây được cần cái hỗ trợ về giáo dục để các em có được cái môi trường để tiếp tục học tập, và đặc biệt là cần cái thời gian tập cho các em ý thức về cái vấn đề học, là học ở nhà, quan tâm đến bài vở, để là sau này các em đến trường thì khi các em có một cái chút kiến thức, chứ theo tập quán của người đồng bào thì chỉ có đến trường xong rồi về nhà, chứ không có quan tâm đến cái việc sách vở ở nhà hoặc là học tập ở nhà. Cho em hỏi thêm là hiện tại là cái chỗ dạy của mình ở đây đó là còn đang cần cái gì nhất đó thầy? Cái gì là ví dụ như cần sách mới, hay là cần bút, hay là cần cái gì không? Cần những cái... Hiện tại bây giờ thì chỗ học ở đây cần nhất là cái lớp học thì đang còn mượn tạm thôi, chưa có lớp học, nhưng mà vì một số bàn ghế là chưa có, đang còn các em học đang ngồi thiếu cái bàn, cái ghế để ngồi học hành. Cái đấy là cái cơ bản nhất. Còn sách vở bút mực thì có được bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu, bởi vì các em ở đây thì nó thiếu thốn. Dạ. Bây giờ trước mắt là hôm nay mình sẽ đi đến thăm 5 cái hoàn cảnh, đúng không cô nụ? Dạ. 5 cái hoàn cảnh. Bây giờ là hoàn cảnh thứ nhất nha cô nụ. Dạ. Mời mọi người hãy theo chân cô Phút với lại thầy quý và cô nụ để
thăm cái hoàn cảnh thứ nhất. Hiện nay là đặc biệt là thăm những cái hoàn cảnh của người đồng bào. Dạ. Thưa với mọi người, hôm nay cũng chia sẻ với mọi người luôn, con trai của Food nè. Con chào mọi người đi. Con dạ, tên là nhà. Con dạ, tên con là gì? Dạ con tên là Tuấn Anh. Ừ, hôm nay con đi với ba để đi đâu? Dạ đi giúp những người hoàn cảnh khó khăn. Ừ. Thôi con đi với ba nha. Dạ. Rồi đi trước đi, đi theo bà với lại thầy đi. Thưa mọi người, thì con của Cô Phút thì cũng đang có những ngày nghỉ Tết, cũng như là không chưa có đi học, nên là mình cũng muốn cho cháu trải nghiệm thực tế những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những cái em nhỏ đồng tuổi với lại cháu, để cho cháu có được cái nhận thức về cái việc mà những cái khó khăn, những cái việc học hành của cháu. Đây là trường hợp đầu tiên. Cái hoàn cảnh này như thế nào cô nụ? Cái hoàn cảnh này như thế này là gia đình này có hai vợ chồng. Thì khi sinh được bé lớn á, là được cháu được 2 tuổi, cháu Quyết cháu được 2 tuổi. Thì gia đình rất là khó khăn, lúc mà khi còn có 2 vợ chồng thôi thì đỡ. Nhưng mà khi có thêm một đứa con thì chật vật hơn. Yeah. Thì trong khi bé lớn được 2 tuổi thì mẹ lại mang thai. Yeah. Mang thai thì người chồng mới thấy là vất vả quá, thôi muốn đi làm ăn xa để kiếm tiền đấy về nuôi. Nhưng mà khi đi rồi thì không thấy về nữa, có nghĩa đi luôn. Yeah. Thế là người mẹ thì cũng vất vả để nuôi 2 đứa con, có nghĩa là một đứa con mà bào thai. Tới khi mà người mẹ mà sinh được chừng 2 tháng ấy thì bức xúc quá. Bây giờ chúng ta đi vô coi cái chỗ đấy đi. Yeah, yeah, yeah. Khi mà bức xúc quá thì người mẹ mới thắt cổ cho tụi. À. Thắt cổ cho tụi mà thắt cổ ngay trên cái sàn đây này. Trong nhà. Yeah. Đó là để lại 2 đứa con. Yeah. Em này là khi đó thì em mới sinh, còn em này thì lúc bấy giờ được 2 tuổi. Con tên gì? Quyết. Quyết hả? Còn con? Y Nhân hả? Quyết bao nhiêu tuổi? Con mấy tuổi? Mấy tuổi? Con 10 tuổi. 10 tuổi hả? 10 tuổi. 8 tuổi. Con 8 tuổi ha. Mấy ngày Tết này con, tụi con có đi đâu chơi không? Có đi mấy loại khu trò chơi, đồ chơi không? Không. Ở nhà vậy thôi đó hả? Rồi ở nhà có mua bánh mứt hay là mua thịt đồ không? Cho gia đình không? Ở nhà ăn không? Có. Có hả? Mấy đứa này cũng học bổ túc bên thầy đúng, thêm nữa. Đúng rồi, học. Dạ. À, hai em này là học bên thầy. Đấy, cái hồi xưa là mẹ cô từ. Dạ. Do áp lực đó nên là mẹ tự tử ở đây nè. Đây. Mẹ mất lâu chưa vậy thầy? Mẹ mất của... 8 năm rồi. 8 7, năm. 7 năm mấy? Gần 8 năm. Tức là lúc mà cháu Quyết được 3 tuổi. À 3 tháng. 3 tháng. Cháu Quyết cháu Nhân, Y Nhân. Còn chị này là bà ngoại. À bà ngoại đó hả? Đây là bà ngoại. Đấy, hình của mẹ đó. Xưa này chắc là hồi xưa còn nhỏ không có suy nghĩ nhiều đó cô. Giờ còn trẻ quá, này chắc là 15 16 tuổi quá. Lập gia đình trẻ sớm. Bà ngoại năm nay bao nhiêu tuổi? Chị cũng cân 50 rồi. À 50, 50 mình thấy trẻ. 50 tuổi. Hay trẻ. 50 tuổi. Năm sinh 73. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ này là ở hàng xóm nó qua chơi đó hả? Cháu con trai, đây là cháu con em gái. Dạ. Yeah. Đông lắm. Còn ở dưới đây là bếp. Ở đây cũng có trẻ em đây nữa nè. Dạ. Vậy đó. Cái gì lò sưởi hả? Còn ở sau nhà. Vậy thôi đó. Bên đây có đường này ba. Cái toilet là họ sử dụng ngoài đó đúng không thầy? Đó, cái nhà vệ sinh. Nhà bên đó hả? Nhà vệ sinh. Hai cái bạn nữ thấy ngại. Hai cái bạn nữ. Chắc là nhờ bà ngoại mình nói chuyện chút xíu ha cô. Đây,
em kêu là chị đi nha, còn thấy còn trẻ đó. Thì hiện tại là bây giờ về cái mà ăn uống đồ các thứ đồ đó thì mình như thế nào, là tiền nông rồi đó, cực khổ lắm em ơi, không biết kiếm ở đâu ra. Chỉ đi làm thuê làm mượn mà ăn thôi, có thì mình đi làm cho họ thì mình mua các thứ cho các cháu các con, mà không thì ở nhà chẳng có đồng nào. Tổng cộng là ở gia đình mình là bao nhiêu trẻ em? Trẻ em nhỏ thì khoảng 10 không? 10 cháu không? Chỉ được 15 cháu. 5 cháu. Ừ, hai đứa thì lại mất rồi. Thì còn ba đứa, bốn đứa. Còn đàn ông ở nhà mình đó là được bao nhiêu bạn? Ba đứa trai. Ba đứa trai. Rồi đi làm ở đây hay là đi làm ở trong thành phố? Vợ rồi, hai đứa lấy vợ rồi, chứ còn một đứa kia thì làm giúp cho mẹ. Dạ. Còn chị là chị đang làm cái gì để mà kiếm tiền? Chị chỉ làm thuê làm mượn, có ai kêu thì đi, không thì ở nhà. Chị làm một hai ngày có ai kêu đó. Rồi, không thì ở nhà thôi. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ thì sáng nó đi vô trường, nó đi chơi đi học vậy thôi. Ừ. Dạ. Mà chị thì nó thì đi. Chị cho em coi cái chỗ mà đựng gạo của mình á. À. Chị coi em coi còn nhiều gạo không. em hỏi thêm nữa, cái chị là nước này là nước mình xài nước máy hay là nước giếng hay là nước ở ngoài suối? Nước giếng á. À, nước giếng của ngoài thầy. Dạ. Đâu cái chỗ mà đựng gạo đâu? Trời ơi, mà mấy đứa kìa, cười dễ thương hả? Là còn bao nhiêu đây đó hả chị? Gạo móc hết rồi. Gạo móc hết rồi. Về rồi sao ăn rồi chị? Mỗi lần mình nấu á là mình phải lựa. Phải lựa, lấy rổ lựa ra. Phải làm 2 3 nước, 4 nước kìa. Dạ. Mấy đứa nhỏ. Ở gần đây có chỗ nào bán kẹo bánh được không? Xa không? Gần đây hả? Lên tí, à, mấy đứa này nó đi mua được không? Đi mua được. Để về lấy sang đây rồi. Tức là về thầy lấy sang đây. Lấy là sáng nay bỏ xe. Không nhiều không á. Thôi để em gửi cho nó đi mua. Nè nè. Không mua, nó mua ít. Dạ. Cho nó vui, cho nó vui. Bây giờ thầy chạy về nhà. Dạ dạ. Ý là chơi vài cái bánh kìa, cục kẹo cho nó vui thôi. Dạ. Mọi người thông cảm nha, hôm nay cô Phước với lại cô Nụ là đi cũng như là cũng không có chuẩn bị trước. À, lần sau mà chuẩn bị trước thì mình sẽ ví dụ như mua bánh kẹo đồ các thứ. Dạ. À, con xin phép con hỏi cô Nụ chút xíu là hiện tại thì mình cũng thấy là những cái khó khăn của họ, ví dụ như là không có gạo, không có những cái cần thiết về thực phẩm, thì bây giờ mình đối với gia đình này mình sẽ giúp như thế nào? Đối với gia đình nhà này thì hiện tại thì cô nghĩ là cái hướng bây giờ hàng tháng ấy, tại vì họ đi làm thuê làm mướn mà bất ưng lắm, lúc thì có lúc thì không, cho nên hàng tháng có thể trợ cấp cho họ được 10-20 kg gạo mà rất tốt đấy, để cho gia đình sống đã. Rồi còn bây giờ thì cái điều kiện mà nó nhà cửa như thế này, khi mưa thì nó sẽ dột rồi. Dạ. Ướt hết, hát là ướt hết. Dột chỗ nào đó, chị? Dột chỗ nào đó? Bốn chỗ vô luôn em ạ. Dột ở trên phòng trước đó ha. Đây nè, chỗ này nó con nó bị sốt hết đây. Đó, nó bị lùng hết cái kia. Dạ. Rồi tại đây nè, rồi bên kia nè, bên này nè. Nhà này là nhà ở chính quyền lúc trước họ xây cho. Đúng rồi. Trước đây là chính quyền người ta xây cho, còn là cái chỗ này là gia đình là đi kiếm thêm ít gỗ này kia về, xong là làm tạm để cho nó có cái khu sau này nấu nướng ấy. Dạ. Mình chỉ ở trên một tí xíu này thôi. Về cái y tế thì sao cô Nụ? Ví dụ như họ có đau bệnh thì vô trong trung tâm y tế hả? Rồi tiền nong để mà trả tiền. Thì đau bệnh thì nói chung là người ta cũng không có tiền. Thì hầu như là được cái có thầy đây này, khi mà đau bệnh nặng quá thì nhờ thầy chạy giúp cho. Đó thì thầy điện lên cái chỗ Mạnh Thường Quân đấy, giúp cho một chút và có tiền đưa đi bệnh viện. Chứ còn khả năng trong nhà hầu như không lúc nào có tiền hết. Con cũng đi vô nhiều cái buôn làng thì con cũng thấy ví dụ như là họ có đau mà nhẹ nhẹ hay là gì, họ cứ lấy lá cây hay là cái gì thôi. Còn ví dụ như là bị tai nạn xe hay là mổ xẻ thì mình mới giúp họ. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè có bánh nè, có bánh có kẹo nè. Ở
gửi cho mấy bạn đi pin. Dạ. Đó. À, bạn này là bạn này tên là bạn Bin nha. Bạn Bin, con của chú đó. Kẹo nữa, kẹo cho mấy bạn nữa. Cảm ơn chưa? Không biết ăn kẹo mút. Em mấy đứa con rồi? Một đứa hả? Em tên gì? Giặt đồ cho chồng á hả? Giặt đồ cho chồng đó. Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? 96 là... sinh năm 1996, 1996 đó. Đồ. Con ăn bánh ăn kẹo gì nữa không anh Bin đưa cho? Hỏi em có ăn bánh ăn kẹo gì không con? Tết là không có sắm sửa bánh kẹo gì đâu anh. Dạ, chứ không có. Không có, đất cơm cũng không có ăn. Với lại Tết của mình thì Tết của người Kinh thì chắc là họ cũng không có quan tâm nhiều ha. À, Tết của họ. Không có đại Tết thì cô mẹ gửi cho một ít đấy mà chắc ăn hết rồi. Dạ. Yeah. À. Đồ. Này kiếm cái gì bỏ lên này. Đồ đạc của mấy đứa nhỏ đó là à, lâu lâu người ta vô ta cho hay là mình có mua không? Lâu lâu người ta cho rồi. Ừ. Thầy nó có hay giúp, bữa có lần Tết thì nó cho mấy bộ quần áo rồi dẹp đồ gì đó. Còn chị thì không có cái gì để mua cho cháu. Mẹ của hai đứa nhỏ đó là nằm ở đâu? Hiện giờ nằm ở đâu? Bên kia. Nằm ở sau đây đó hả? Sau đồi đây hả? Chôn ở sau này, sau nghĩa nghĩa trang. Chị có biết lý do làm sao mà mẹ của hai đứa nhỏ lại như vậy không? Chị có biết, nhưng mà nó tật quá, nó dần quá, ông chồng hay uống rượu quá. Đi kèo không về, cứ đi nơi nào cũng đi hết, nó không quen biết, nó cũng vẫn đi. Vợ lại đi kèo, nó là cho ở với con ở nhà, vợ lại hoặc là giặt quần áo, nấu cơm canh gì đó, nó không có chịu về. Thì con bé nó dần quá thì mình cũng không biết nữa, nó thì lấy thuốc có chảy ra nôn nó uống. Còn chị thì chị không biết, chị đi làm trưa chị mới về. Ê, mình về tới nhà thì nó uống thuốc có chảy rồi. Thì mình mang đi bệnh viện người ta không chịu được. Thế ông chồng này từ hôm con bé mới uống thuốc thì nó bỏ đi luôn. Bỏ đi cũng cũng gần đây thôi, nhà gần đây thôi hả? Nhà nó xa lắm. Huyện Krông Na. Yeah. Nó bỏ đi luôn, tới bây giờ chẳng thấy mặt mũi nữa đi thăm hết. Yeah. Bây giờ như thế này ha. Thì hôm nay đó là em đi vô thăm gia đình mình với lại là cô Nụ đây với lại là thầy Quý. Ha. Thì thôi thì coi như nhân dịp năm mới thì gọi là lì xì cho gia đình. Thì xin phép là về cái việc mà gạo rồi các thứ về thuốc thang rồi cho mấy đứa nhỏ đó. Thì em gửi một ít tiền. Nhưng mà nhờ cô Nụ của đại diện thì cô Nụ cũng có thường xuyên tới tới cái buôn làng của mình ở đây. Thì có gì thì cô Nụ sẽ, ví dụ như mình thiếu thốn cái gì, cô Nụ sẽ thay mặt em, Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em để mà gửi cho gia đình ha. Để em soạn ra cái khoản tiền nha. Nó hồi nãy em có nói rồi ha. Thì em xin phép là thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em á. Mạnh Thường Quân gọi là cái người giúp đỡ á, người cho tiền á. Thì gửi đến cho gia đình của mình là 5 triệu đồng. Sẽ nhờ cô Nụ để mà cổ giữ giùm cái khoản tiền. Ví dụ như gia đình mình có cần cái gì hay là như thế nào đó thì cô Nụ cổ sẽ tới và cổ sẽ rồi là cổ gửi cái khoản tiền cho. Không phải là ví dụ như cổ gửi 5 triệu mà cổ thấy ví dụ như là gạo, hết gạo thì cổ sẽ kêu gạo chở vô. Ví dụ như mấy đứa nhỏ nó có đau bệnh hay là cần cái gì đó thì cổ sẽ
gửi những cái khoản tiền nha. Em xin đọc cái tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi đến cho gia đình của chị Mỹ Ngôn. Đầu tiên thì cũng thay mặt cho gia đình chị Mỹ Ngôn ở Buôn Ca Rét ở Vụ Bổng xin cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân giúp cho gia đình. Thứ nhất là của cô Thủy Trần ở Nhà Bè là 1 triệu. Thứ hai là của bé Uyên ở Dĩ An, Bình Dương là 1 triệu. Thứ ba là của chị Nguyễn Thị Tiên ở Úc là 1 triệu. Thứ tư là của cô Kim Ngọc ở Mỹ là 1 triệu. Cuối cùng là của em Chitin ở Úc là 1 triệu. Thì tổng cộng là 5 triệu đồng ha, gửi cho gia đình mình. Cầm giùm chú ơi con. Đó. Thì trước mắt là bây giờ là gia đình có cần mua gạo không? Cần mua gạo thì sẽ trích ra, mà cô nụ sẽ trích ra cái khoảng 5 triệu đồng này mua một bao gạo hay là cái một hay là một ký thịt hay hai ký thịt gì cho gia đình được không? Được ha. Dạ, bánh kẹo cho tụi nhỏ. Một bao gạo bây giờ chắc là tầm khoảng mua thì nói chung bây giờ chắc tầm khoảng 1 triệu. Dạ. Nhưng mà mình phải mua liền chứ mình đừng có đưa cho họ là họ không có ý, là họ nhiều khi là họ sử dụng không có đúng à, là có nghĩa là một chút là nhờ ví dụ như thanh niên ở đây hay gì họ chạy đi mua. Dạ. Nhờ cô nụ đại diện cho gia đình cũng như đại diện ở khu vực đây nhận giùm cho Mạnh Thường Quân ở trên kênh của con là 5 triệu đồng để ví dụ như là sử dụng mấy thứ cần thiết cho gia đình của chị Mỹ Ngon. Dạ, đây con gửi cô nụ nha. Dạ. Chắc là cô cũng thay mặt trong gia đình là những người nghèo để có những lời cảm ơn tất cả những Mạnh Thường Quân đã có những tấm lòng để mà quan tâm cũng như đặc biệt ở trên YouTube và cái chương trình này. Dạ. Để giúp nhân hồ thì cô xin nhận 5 triệu này để giữ giúp cho gia đình, nhưng mà ngay ngày hôm nay thì cô sẽ trích 1 triệu để cô mua gạo cũng như là mua một số những cần thiết trong gia đình để dùng. Dạ. Thì hiện tại giờ trong gia đình không có gì hết. Dạ. Gạo cũng không có mà ít thịt, ít mắm muối gì đó. Gia vị rồi đó ha. Dạ. Dạ. Còn 4 triệu thì cô sẽ giữ lại khi dạ. nào mà gia đình là cần thiết những cái gì mà thật cần thiết thì cô sẽ ví dụ đau ốm sẽ mua, hoặc là khi gạo hết. Dạ. Vậy là cực cho cô với lại thầy quý. Dạ. Đây là cái công việc mà của thầy quý với cô vẫn giúp cho những dạ. gia đình như thế này, tại vì nhiều khi họ cũng có cái số tiền mà không biết tính như thế nào. Dạ. Có khi thì cũng tiêu đại cho hết. Dạ. Không biết tính là cái gì nên để dành cái gì nên đó. Cho nên là cô với thầy quý vẫn dạ. vẫn giúp trong những cái khoản như thế này. Những ai là thường đi thiện nguyện ở những cái vùng cao hoặc là tiếp xúc với người đồng bào đó thì cũng biết là về vấn đề tiền nong thì họ không có tính toán được chi ly, không tính toán được nó hiệu quả, nên là phải nhờ tới thầy quý và lại cô nụ ở đây. Một lần nữa thì cảm ơn tới thầy quý và cô nụ cũng như là Mạnh Thường Quân. Bây giờ nhờ hai người tiếp tục là dẫn cô Phút với lại Mạnh Thường Quân tới thăm một trường hợp thứ hai. Dạ. Dạ, thôi em đi nha. Dạ. Có dịp gặp lại. Dạ. Mấy bạn. Đó. Cảm ơn chưa? Đó. Riêng cô nụ thì cô nụ sẽ lì xì cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nó có biết là mấy ngày nay là mấy ngày Tết của người Kinh không? Biết không? Không biết luôn hả? À, có nghĩa là họ không có, cũng như là không có có kiến thức nhiều đó, không có khái niệm nhiều đó thầy. Người đồng bào về người Tết cổ truyền của Việt Nam là người ta không có chú trọng bao nhiêu hết. Thôi em đi qua nhà kế bên nha. Cảm ơn chú. Hồi nãy là nói là mình là người đồng bào gì? Dân tộc ED. Thôi nói tiếng ED đi. Nói tiếng chúc mừng năm mới ED, tiếng ED đi. Thôi đi. Dạ. Đó. Bây giờ tới nhà thứ hai nha mọi người. Đó, Bin. Đó, con thấy sao? Con thấy mấy bạn có cực không?
thấy có cực không, thấy có thiếu thốn nhiều không? Mình như vậy là mình kiểu là mình đầy đủ rồi, biết không? Mình là đầy đủ rồi, biết không? Mình nên là nó, con thấy mấy bạn không, mấy bạn vui không? Mấy bạn được lì xì được á. Ừ, mấy bạn được lì xì á. Đi với bà đi. Cô Phú xin phép được cảm ơn mọi người đã xem cái clip này và tiếp tục đi theo cô Nụ với lại thầy Quý đến thăm một gia đình khó khăn thứ hai.